Thì trước khi ăn, anh Taro anh có điều muốn nói hay Taro như thế. Chúc mừng năm mới. Yukuri. Chúc mừng năm mới. Năm mới hay. Yêu tiền. Nhiều tiền. Nhiều tiền rồi gì nữa? Không bảo. Hả? Không bảo. Không bảo. Không bảo. Không quạo nhưng cái nhà không quạo. Đây, cả nhà thấy gì không? Nhiệm vụ của anh Tề Rư hôm nay rất là cao cả, đó chính là quấn chả giò. Thì hôm nay Nhân làm đó là chả giò tôm thịt, đây là tôm nè. Còn đây là thịt với lại rau các kiểu củ quả đâu này kia Nhân bỏ vào đây. Này, cả nhà nhìn cái tay anh kìa. Đấy. Đấy. Nhân dạy ảnh rồi đó. Đây, ảnh gói ra cho cả nhà xem nè. Đây. Lần đầu anh Tề Rư làm á cả nhà, để Nhân coi thử anh Tề Rư anh có biết làm không đây nha. Rồi nhưng hồi nãy Nhân chỉ rồi hay. Nhân chỉ hết rồi đó. Coi thử nha cả nhà, coi thử đây. Nhẹ nhàng thôi nha anh Tề Rư. Thì anh cùng với những cái món truyền thống của Việt Nam thì hôm nay đây có một con cua hoàng đế đây cả nhà. Cua này là hôm nay Nhân sẽ làm cúng cho ba mẹ Nhân nha, ba mẹ chồng Nhân, và cũng như là để cho dạng như sao hai vợ chồng cùng nhau ăn bữa Tết cuối năm á, tiệc cuối năm á cả nhà. Đây. Đây cả nhà ơi, con cua hoàng đế này á, thì ở dưới con cua hoàng đế này Nhân nhớ mới phát hiện ra một điều, đó chính là hầu nha. Anh bỏ quá chừng trong này luôn nè cả nhà ơi, con hầu nè anh tặng hay sao á, anh chủ á cả nhà, rất là dễ thương, anh tặng cả mớ luôn nè. Thì bây giờ cái con cua này Nhân sẽ mang đi luộc. Con này còn đoạn từ 3 đến 4 kg thôi nha cả nhà, nó cũng không có to gì cho lắm đâu. Toàn là món Việt Nam thôi á cả nhà, nào là gà, nào là giò này giò, nào là chả ram nè, giò cốm nè, bạch tuộc nè, nguyên một con tôm, nguyên một con cua hoàng đế rất là to và một cái bánh chưng. Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân GB. Hôm nay chính thức là ngày 31 Tết nha cả nhà, 31 âm lịch thì 31 Tết dương lịch. Thì ở bên này á thì sẽ ăn bonen kai, còn gọi là tất niên á cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì đây là nguyên một mâm to khổng lồ như thế này, thì Nhân vừa cúng cho mẹ chồng Nhân xong, thì cúng xong thì người hưởng lộc lại là chính là vợ chồng nhà Nhân, chứ không ai ngoài hai vợ chồng hết. Bởi vì là anh chị chồng Nhân đi làm á, đi công tác, Nhân có rủ rồi nhưng mà anh chị chồng không đến được, đi công tác bận làm dày dữ lắm. Thế nên là bây giờ hai vợ chồng Nhân cùng cả nhà, mời cả nhà ăn cùng tất niên cùng vợ chồng nhà Nhân. Thì trước khi ăn, anh Tề Rư anh có điều muốn nói hay Tề Rư như thế.
chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Dục cô đi, dục cô đi. Chúc mừng năm mới. Năm mới hay. Ưu tiên. Nhiều tiền hay. Nhiều tiền rồi gì nữa? Thông báo. Hả? Thông báo. Không bảo. Không bảo. Không quạo nha, cái nhà không quạo nha, cái nhà cái từ là không bao giờ giận, tức giận nguyên cả năm cũng không có tức giận. Không có tức giận á, thì anh Tè Rư anh mới học được cái câu nhiều tiền, không quạo chúc mừng năm mới. Thì cả nhà vỗ tay cho Tè Rư. Hôm nay Tè Rư bị mệt đó, cả nhà kêu xin lỗi nè. Anh mệt đó cả nhà. Dọn cho cố vô dọn toilet rồi thôi, bây giờ nhân mời cả nhà ăn cùng với nhà nhân nha. Itadakimasu. Hai, itadakimasu nhé. Thì để nhân ăn thử coi bánh chưng nha. Đầu tiên nhân sẽ ăn bánh chưng nha cả nhà. Này. Ôi ôi, nguyên một cái bánh chưng. Nhưng ấy ra nó không được đẹp. Bánh chưng á, nó rất là nếp, rất là dẻo, rất là dẻo, như vị bên trong rất là vừa ăn, nhưng mà điều á nhiều, nó nhiều nhân đậu xanh quá, bánh này nhân mua nha cái nhà. Thì bây giờ nhân sẽ gỡ cái đùi gà cho anh Tề Rư. Hay ăn này đi, xách cái nước này nè. Được rồi, đôi chị đã mời ạ. Để mình nào, hôm nay mệt mình sẽ chăm sóc cho anh Tề Rư nha cả nhà. Để cho anh Tề Rư ảnh nào. Ôi cả nhà ơi, chắc thịt lắm cả nhà ơi. Mình á cầm lên là mình biết nó chắc luôn nha. Cầm lên một cái là biết nó chắc nặng á. Trời ơi cả nhà ơi. Cả nhà nhìn nè. Thịt bên trong của nó nè, chắc nụi luôn. Chắc ăn đạch luôn cả nhà ơi. Đấy. Rồi, ôi. Cái chân tay rồi hay mời chào. Hay ý ơi ạ. Hay con đây cơ chị. Hay xin mời chồng. Vui vẻ không quạo qua, hôm nay ta mệt ta quạo luôn. Ngon. Ngọt. Thật rất là tươi. Để lấy miếng nước sốt nha cả nhà. Dạ, thật chắc thật ghê đó cả nhà, chắc cực kỳ luôn. Ôi ôi cả nhà ơi, anh đã lấy cái được chưa? Đi ký tập. Hay. いただきます. Ngon. Quá sức ạ. Ngon hết rồi. Quá sợ. Ăn ăn chưa được rồi, vui vui vui. Tại rồi cái ảnh có cái kéo mà cả nhà, cái kéo của ảnh đây nha. Anh ăn ảnh cắt này, tại rồi kéo này nha. Hey, đó, mình sợ anh mệt, mình hỏi anh là bây giờ anh muốn tự cắt ăn hay là tự mình sẽ làm cho anh ăn. Anh nói là tự anh làm ăn. Wow, thịt này cả nhà. Wow, it's bay nè. Đây, cả nhà nhìn nè. Nhân vớt vô nước chấm nha. Bỏ vô miệng nha cả nhà. Thank you.
nó ngon phải nói là hết sảy qua bảy. Nhưng cái này quá xa lẻ luôn cả nhà. Tới công chuyện quá. Đấy giờ nhớ ăn cái bạch tuộc nha cả nhà. Ăn về nước. Hay. Chấm vô nha cả nhà, bạch tuộc là chấm với nước sốt nè. Đấy. Quết vô. Hai vợ chồng. Hai ba vô. Hai ba vô. Bạch tuộc á, cái dai mà nó tươi quá cả nhỉ, quá trên tươi luôn rồi. Cả nhà biết không, năm đây á thì không biết cả nhà, đúng là năm nay năm dịch bệnh thì cả nhà không biết cả nhà làm ăn sao, có dư rồi này kia không. Thì năm đây á là một năm hai vợ chồng Nhân á là gọi là một năm làm ăn đồ suôn sẻ nhất đối với hai vợ chồng Nhân. Thì trong vòng trong cuộc đời Nhân 26 năm trời, đúng là cái năm đầu tiên làm ăn gọi là sao ta, chợ vía làm ăn rất là ok là trong năm nay. Cái chả rất là ngon. Trời ơi, cái này nó ngon cả nhà ơi, chả giò rất là ngon. Một chỗ oxy. Ăn cắn cho con tôm á. Với lại cái nhân thịt ở bên trong á rất xanh, quá xanh đỏ. Tự làm tự khen luôn. Mà khen ngon kìa, ngon ha. Cái gì bao nhiêu? Oxy về tôi 50 vô quá. Ngon. Cả nhà ơi, Leo mới cắt tóc nha cả nhà. Nên là nhìn Leo nó còi kinh khủng khiếp luôn, nó không mặc ra nổi. Nó còi lắm, nó ra cắt tóc. Cả nhà biết cắt tóc bên này bao nhiêu không? Chó mà cắt tóc lịch còn full hơn lịch người nữa. Phải đặt trước cả tháng trời mà mỗi con chó cắt như thế này là 7 cm hoặc là 8 cm, chó nhà Nhân là 8 cm bởi vì làm phải nói chung là làm hết tất cả lỗ tai nè, móng chân, móng tay tức tật hết tắm rồi ta cắt tóc luôn á. Cắt lông cho nó. 8 cm là 1.6 triệu Việt Nam ngàn, Việt Nam đồng đó cả nhà.
Nãy giờ Nhân đang nói dở là cả nhà biết làm sao không? Nhưng á, năm nay á, là hai vợ chồng Nhân á, làm ăn á, tuy là cái công việc của anh á, rất là bấp bênh cả nhà bởi vì dịch bệnh nè, nên là lương của anh giảm đến 50 triệu cho một tháng. Nhưng mà bù lại thì cái công việc của Nhân á, rất là suôn sẻ. Làm YouTube cũng được tiền cao. Rồi cái thứ hai nữa là đất đai hay là công việc của Nhân á, nói chung là thuận tiện, rất là thuận tiện trong năm nay. Năm nay là hai vợ chồng Nhân là tính ra có gì rất có dư trong năm nay. Thật sự không biết sang năm có sao, nhưng mà thì năm nay là một năm đầy may mắn đối với vợ chồng Nhân. Tuy là đối với nhiều bạn là năm nay là kiểu như là xé nháp á, không có làm ăn gì được hết, nhưng mà bù lại những cái năm mà Nhân xé nháp là những cái năm trong cuộc đời Nhân á, là cái năm 23, 24 tuổi á cả nhà. Trời ơi, đâu đâu 22 tuổi, hoặc là từ cái lộ 18 đến 22 tuổi là cái năm xé nháp không luôn á. Để Nhân xé đùi cho anh Trà Rửa ăn nha. Hai, Trà Rửa. Hai, mời chồng. Cô làm gì đến thế? Hả? À. Hai. Nhân thích ăn cánh rồi cả nhà ơi. Kiểu quá lạ sao á. Đây, Nhân bẻ cái kém đây. Ok. Để kiểu gì? Để kiểu tại đây. Hai. Ê. Ê. Cái phong cầu đó. Mời cả nhà nha cả nhà. Thì Nhân xé nháp, Nhân làm ăn tới đâu là thất bại tới đó, kiểu như là cũng có dư nhưng mà nợ nhiều lắm cả nhà ơi. Nhưng mà nhờ có những cái năm đó, năm như vậy á, là mình mới biết là sẽ có những cái năm rồi cũng sẽ có năm mình thành công, là cũng giống như Nhân vậy nè, cả nhà tin điều đó đi. Thiệt, không có cần phải gì phải buồn hết, cứ coi như là năm xé nháp mình làm lại, sang năm làm lại vậy đó. Gặp mà đúng mà năm hơn của mình một cái là tới thời luôn, không nói gì hết trơn. Ngon quá. Cái gà dai kinh khủng cả nhà. Gà này gọi là gà ta bên Việt Nam mình à. Có được như ngày hôm nay là cũng nhờ hết tất cả cả nhà, tất cả luôn sự đồng hành của cả nhà. Không có cả nhà chắc thì. Và năm đây là một năm đầy may mắn với Nhân, là Nhân đã có thêm một người bạn, người chị, đó chính là chị Quỳnh Trần. À, trời ơi, vì thế vui. Thì cả nhà, Nhân lấy ra quy được một cái thanh của nó luôn nè, lắc 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 kêu luôn nè. Ôi, trời ơi cũng vậy luôn kìa. Chứ cứ đi. À, rồi 2 3. Vô nguyên cái thành nó luôn. Chấm vô. Nhân về Việt Nam nhất định Nhân sẽ mua cua hoàng đế cho mẹ Nhân ăn. Ăn khi nào mẹ Nhân mệt nghỉ không? Mà cả nhà ơi, cả nhà biết ở Hồ Chí Minh là chỗ nào mà bán cua này, cả nhà cho Nhân địa chỉ nha. Cả nhà biết là cả nhà nhớ Nhân tan mà bình luận ở dưới cho Nhân địa chỉ. Quá không? Mấy cái này tí ăn xong chứ ngồi gỡ là hết thanh xuân luôn. Rồi được không? Giờ mình ăn thử chả thôi nha. Chả này mình mua nè. Chả này là chả bò, chả này là chả cốm. Để mình ăn thử coi ngon không. Ngon. Rất là ngon. Để Nhân mở đây cho cả nhà xem nó có chắc thịt không nè.
Trời ơi, ngọt không? Mẹ quậy ơi. Cả nhà ơi, gì đâu mà gạch dữ dằn thằng ngôn gì nè trời. Mà gạch này thì nó không phải là gạch màu vàng nha, gạch này nó gọi là gạch vữa á. Trời trời, mà sao đấy, nhưng mà ăn gạch này mới béo nè. Để mình đút cho anh Tài Rương miếng. Ôi trời ơi, nguyên một nước mà xúc cái to là oxy luôn nè, béo. Đến giai đoạn này nè, thấy gạch là sợ luôn rồi. Tại bên được, tại bên này còn có đâu quá? Tại bên tại bên té, tại bên té, nè, có đây tại bên té, này tại bên té, luôn rồi. Để tranh từ thứ năm. Nhưng bây giờ đến giây phút này là quá no, cả nhà hôm nay rất là vui à. Nó béo lắm cả nhà, mà nó béo. Cô Leo nào có được ăn cái gì hết, mỹ nhân ơi. Đợi mỹ nhân xíu nha. Đợi mỹ nhân xíu nha. Hồi nãy con vừa mới ăn một cục. Ta hả? Ô nó cài bay. Ô cài bay. Hai vợ chồng đều no hết rồi cả nhà ơi. No lắm mà nổi đâu. Thì cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng vợ chồng Nhân. Tính ra đã được hai cái Tết rồi á, Nhân ăn cùng với cả nhà là được hai cái Tết trên YouTube rồi đó. Thì mong là sẽ có nhiều năm sau nữa thì chúng ta vẫn đồng hành cùng nhau, vẫn có anh chị, các cô, các chú, các em nhỏ hay là các bạn gì đó cũng vẫn cố xem kênh của vợ chồng nhà Nhân. Thì Nhân cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã góp sức cho năm nay hai vợ chồng Nhân được thành công, và mong những năm sau nữa thì cũng sẽ thành công hơn nữa. Rồi cũng chúc cho gia đình cả nhà là năm mới nhiều dồi dào sức khỏe, và đầu tiên là rất là bình an. Và năm nay nếu mà đã dịch bệnh thì không ai làm ăn được thì đừng có buồn xé nhé, thì qua năm sau mình lại làm ăn lại nha. Không có gì phải buồn hết, miễn là mình còn sức khỏe, mình còn được bình an là mình không có còn cái gì mình sợ hết. Gia đình mình là chỉ cần gia đình nhiều sức khỏe đâu này kia là ok rồi. Nhưng cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã ủng hộ kênh vợ chồng nhà Nhân cho từ thời điểm của số 0 đến khi thời điểm bây giờ hiện tại là hơn 400k người đăng ký rồi. Nhưng cảm ơn vợ chồng nhà Nhân, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hay nhà video đến đây là kết thúc. Thì nếu cả nhà thấy video hay, ý nghĩa thì cho hai vợ chồng mình một nút like, một nút chia sẻ kênh và nút lên đăng ký kênh nha. Và nhớ là hai vợ chồng Nhân sẽ là hai ngày một video nha cả nhà nha. Hai vợ chồng nay anh Tờ anh cũng hơi mệt đó nên cả nhà thông cảm nha. Hai hello, bye bye. Bye bye. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Bye bye.